tao lại mày 1000 lần luôn á má, đừng có quay về người yêu cũ nữa. Rất là tệ với mày á, làm mày khóc quá trời còn đòi quay lại với nó, nó nghĩ sao vậy trời? Cái giống gì phải quay lại với người yêu cũ, nói tao nghe coi, thằng nó rất là tệ với mày luôn á. Oh my god, bà luôn á bạn yêu, tôi không thấy ai hoàn hảo như người yêu cũ của bà hết trơn á. Người gì đâu mà đẹp trai, vừa tài, vừa giỏi mà còn hạnh phúc bên bà nữa. Thiệt tôi ganh tị với mối tình của bà với người yêu cũ của bà lắm á. Quay lại đi má, không thiệt tôi khuyên chân thành là bà nên quay lại với người yêu cũ nha. Ngày mai tôi phải thấy bà quay lại với người yêu cũ liền cho tôi. Trời ơi vui quá trời vui gì đó. Trời bữa nay làm gì vui dữ vậy mẹ? Con cái gì đâu á, gặp cha mẹ vui cũng không hiểu gì hết trơn á. Nói nghe nè, hôm nay ta được khen má. Sáng nè ta đi chợ, ta gặp thằng Tây, ta thấy đẹp trai quá, ta lợi ta làm quen với nó. Biết á, gặp mấy thằng Tây á xong rồi cái đẹp trai quá xin chụp hình chung á. Mà cái ta mới gặp nó, ta nói là I want to tập 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 with you. Trời ơi ta tưởng tao ngu tiếng Anh má, mà ai về thằng đó hiểu nha, thằng đó hiểu hết tao nói luôn. Cái ơi thằng đó khen mẹ là stupid. Stupid là khôn đúng không? Trời ơi tao rành tiếng Anh lắm ba, cái này dễ ẹt. Lùng que gì vậy? Người ta chửi mẹ là ngốc nghếch đó mẹ hiểu không? Stupid là ngốc nghếch, là ngu quá chứ ai nói là khôn đâu trời. Bây giờ thế kỷ 21 rồi, mình hội nhập quốc tế đi, mình lên mấy cái ứng dụng mình học tiếng Anh đồ cho biết với người ta. Ủa gì hen, ai biết đâu mày ơi, ý là tao cũng già cả rồi có biết tiếng Anh đâu, tưởng nó khen gì là khôn. Mấy bây giờ mày muốn học tiếng Anh với con chỉ mẹ đi. Ơi nói đâu xa, con tải cái Import English về học với cái ứng dụng học tiếng Anh đó trời, nhanh lắm, nhanh gọn lẹ. Học á nha là học bằng mấy cái đoạn phim á mẹ hiểu không? Tức là người ta cho mày một cái đoạn phim xong rồi người ta dịch ở dưới cho mày biết từ vựng này nọ luôn. Cái lại nó có mấy cái trò chơi này nọ cho mình chơi. Đầu với tao coi thử thôi, what is your name, là bạn tên gì, trời cái này tao biết má. Rồi tiếp theo nha, oh my god là trời đất ơi đúng không trời, dễ quá nè, có mấy cái đoạn phim. Ủa nhưng mà tại sao mày chỉ tiếng Anh cho tao, nhưng mà tiếng Anh đợt rồi cô giáo mắng vốn là mày không điểm. Cúp học đi chơi net. Alright, let's go. Ôi trời, em xin lỗi thầy, em không cố ý. Em xin lỗi thầy rất là nhiều luôn á, em không cố ý, mắt em bị mù á, nãy giờ em đi em không nhìn được. Em hứa lần sau em không có đụng thầy nữa là em không cố ý, em xin lỗi thầy nhiều lắm. Thầy đừng có phạt em nha thầy. Ê ông già, tôi nói ông sao, tôi đã nói rất là nhiều lần rồi, ông đi đừng có cản đường tôi. Trong cái trường này tôi không có con ra cái gì hết trơn á, tôi rất là ghét ông. Ông mà đi mà đụng tôi một cái nữa tôi kêu anh em tôi vô lật cái trường này lên. Mẹ ơi, mẹ cho con xin đi chơi với bạn nha mẹ. Trời, cái mặt mày cũng có bạn nữa hả? Mày đi với ai? Hôm bữa con xin mẹ là hôm nay con đi chơi với bạn chung lớp đó. Nhà bạn mẹ ở đâu? Nó kế một bên nhà mình nè, trời không nhớ hả? Ba má nó làm nghề gì? Hỏi mấy cái này chi, có liên quan gì tới chuyện con đi chơi với bạn đâu. Mày đứng đó, tao hỏi xong hết rồi mày mới được đi chơi. Bạn mày tên là gì? Nhà có mấy anh chị em chưa hết nha, nhà nó học giỏi không? Trình độ học vấn bao nhiêu? Quê quán ở đâu? Số chứng minh nhân dân là bao nhiêu? Nơi cấp, ngày cấp, tôn giáo, dân tộc, kể tao nghe hết.